Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Xin được chúc các bạn có một ngày mới tràn ngập niềm vui, thành công và hạnh phúc. Và kênh Mẫu Nhà Đẹp hôm nay xin được tổng hợp lại các cái mẫu nhà cấp 4 nông thôn với công năng là 3 phòng ngủ để cho các bạn chưa theo dõi hoặc các bạn có hỏi mình rất nhiều về các cái mẫu nhà cấp 4, 3 phòng ngủ. Thì bên mình làm rất nhiều các mẫu rồi và hôm nay mình xin tổng hợp lại 7 cái mẫu nhà chính vừa gồm công năng gồm có 3 phòng ngủ để cho các bạn nào chưa xem hoặc là chưa tìm thấy thì các bạn có thể là biết được là mình đã làm những cái mẫu như thế nào để cho các bạn là tìm trên cái kênh của mình. Thì rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng biết các bạn nhé. Nếu như các bạn có cần tư vấn hoặc là lên phong cảnh 3D thì hãy liên hệ với mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn dựng mô hình 3D để cho các bạn có cái nhìn tổng quan trước nhà của mình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến tập 7 cái mẫu nhà, 7 cái mô hình và công năng của 3 phòng ngủ để cho các bạn tiện theo dõi các bạn nhé. Và đây là cái mẫu 7 nhân với 13 m, kích thước là 7 x 13 m, công năng gồm 3 phòng ngủ các bạn nhé. Đây thì các bạn tổng quan thì có thể thấy là cái mẫu này thì đã được làm video chi tiết rồi, thì các bạn đây mình đi qua thì các bạn nhìn thấy là công năng nó như thế. Thì các bạn nếu cần thì các bạn có thể xem lại cái video mình đã tổng hợp lại cái video đấy thành trên kênh, thì các bạn có thể vào cái phần danh sách phát và xem cái phần nhà mẫu nhà cấp 4 gồm có 3 phòng ngủ ấy thì mình sẽ thì các bạn xem được, hoặc là mình sẽ để cái link ở dưới cái video này các bạn có thể xem các bạn nhé. Ở cái mục comment ấy thì mình sẽ để cái link danh sách pháp của 7 cái mẫu nhà này thì các bạn có thể xem. Ok, một cái mẫu nhà tiết đấy. Đây là cái mẫu 7 x 13. Tiếp theo chúng ta đến cái mẫu là 7 x 20 m các bạn nhé. 7 x 20 m thì là chiều rộng là 7, chiều dài là 20 m. Đấy, cùng hình bố trí theo kiểu được chữ L. Đấy, sảnh trước đây, 3 phòng ngủ liên tiếp nhau, vệ sinh, phòng bếp được bố trí ở phía ngoài bên hông này. Đấy, thì có rất nhiều kiểu bố trí thì đây là cũng một cách để các bạn tham khảo. Okay, tiếp theo chúng ta đến mẫu nhà 8 x 17 m. Đấy, cũng là một kiểu bố trí khác các bạn nhé. Đấy, thì kiểu này thì nó là mình sẽ bố trí toàn bộ là phòng ngủ ở phía này, phòng thờ ở đây. Đó, phòng khách và phòng ăn thì liên thông nhau. Đấy, thì khu bếp thì được bố trí ở phía sau này. Đấy, vệ sinh ở đây. Đấy, thì cũng khá là hợp lý. Thì các bạn có thể xem video chi tiết ở dưới đường link mô tả hoặc là trong cái phần comment video nữa nhé. Ok, tiếp theo chúng ta đến mẫu 9 x 12 m. 9 x 12 m các bạn, đây là một kiểu bố trí khác. Đấy, thì sảnh chính, sảnh phụ. Đấy, phòng ngủ 3 phòng ngủ ở đây, phòng thờ riêng, phòng ăn ở giữa, phòng khách ở đây. Đấy, thì nó khá là hay, thì các bạn có thể tham khảo. Ok, chúng ta tiếp tục đi theo đến cái mẫu 9 x 13 m. 10 x 15 đây. Đấy, thì cái phòng này có sảnh chính đây, sảnh phụ đây. Đấy, phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, ngủ. Đấy, khá là hợp lý, khá là hay, hiện đại các bạn nhé. Đấy, cái mẫu này cũng có hết cái video rồi, mình tổng hợp lại đây. Tiếp theo chúng ta đến một cái mẫu tiếp theo. Đó là 9 x 15 x 13 m. Này là cũng là một kiểu bố trí hình dưới xứng các bạn nhé. Sảnh phụ đây, sảnh chính đây, sảnh chính đi đây, phòng khách đây, bếp bếp bếp. Đấy, thì các bạn có thể xem lại video chi tiết. Đấy, đấy, video chi tiết thì mình có để dưới ở một mô tả các bạn nhé. Đấy, đây có hai vệ sinh các bạn nhé, hai vệ sinh đây, tắm này. Đấy, khá là hiện đại cái mẫu này. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu nhà 9 x 20 đó, hình cũng là chữ L các bạn nhá. Phòng khách, phòng thờ này, như các bạn này. Đấy, phòng ăn ở bố trí bên này. Đấy, có cái sân ở đây. Đấy, sân cho cả nhà. Đấy, phòng thờ, phòng ngủ đây. Đấy, phòng đây, đây phòng sân chơi phơi phía sau, máy giặt đây. Đấy, đấy, đây là tổng quan của 5 cái mẫu nhà, à 7 cái mẫu nhà 3 phòng ngủ. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ để cái mô tả, mình sẽ để cái tổng hợp của 7 cái mẫu nhà này, cái phần mô tả, tức là cái video chi tiết của cái mẫu nhà, các mẫu nhà này, thì các bạn có thể xem. Nếu các bạn thích cái mẫu nào thì có thể xem lại cái phần đó để chúng ta tham khảo. Rất mong được các bạn ủng hộ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.